Nếu bạn đang uống bổ sung vitamin D mà có các triệu chứng và dấu hiệu như biếng ăn, buồn nôn và nôn ói, yếu, căng thẳng, ngứa thì rất có thể bạn đang bị ngộ độc vitamin D rồi đó. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết thì liều dùng tối đa đối với vitamin D ở trẻ dưới 6 tháng tuổi là 1000 UI ngày, 1500 UI ngày đối với trẻ 12 tháng tuổi, trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 3 là 2500 UI ngày, con số này sẽ tăng lên tối đa là 3000 UI ngày và trên 9 tuổi là 4000 UI ngày. Cũng có những trường hợp liều ngộ độc vitamin D có thể cao hoặc thấp hơn các mức nêu trên tùy từng thể trạng. Việc thường xuyên sử dụng vitamin D quá liều có thể gây ngộ độc nhưng điều này sẽ không xảy ra ngay mà khoảng một vài tháng hay thậm chí là một vài năm sau mới bộc lộ triệu chứng ngộ độc. Do đó, những ca ngộ độc vitamin D thường khó phát hiện sớm. Có người chỉ vô tình phát hiện ra tình trạng này khi tiến hành xét nghiệm máu. Lúc này, chỉ số canxi trong máu có dấu hiệu tăng cao và bệnh suy thận. Khi bị ngộ độc vitamin D, trong máu bệnh nhân sẽ bị lắng đọng nhiều canxi, dẫn đến các vấn đề khác như tăng huyết áp, mất thính lực, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn, mệt mỏi, vôi hóa ống thận, suy thận.